đây. Dạ. Nó cả nhà đưa mẹ ố đi vòng vòng ở chợ Bắc Hà hả? Dạ Bắc Hà. Dạ đưa mẹ cho dần. Chợ Bắc Hà. Dần sơ sơ cả nhà. Bây giờ sơ dần chút chút. Dần chút chút, dần sơ sơ, dần là bây giờ chưa có nhiều khách, chưa có nhiều người bán. Mai, cho mẹ mẹ. Tối nay có chợ đêm nè. Tối nay có chợ đêm vui lắm. Tối nay có chợ đêm. Người địa phương ở đây là chia sẻ là có chợ đêm và sáng ngày mai là có đông khách nữa. Tối hôm nay quên. có cái gì ở chợ? Ở chợ Bắc Hà. Bắc Hà. Bắc Hà. Bắc Hà. Em ổ làm video cho cả nhà xem nữa. À em ổ làm video cho cả nhà xem nữa. Dạ. Đi sơ sơ trước cả nhà. Sơ sơ cũng có cái gì ăn. Ăn sao chứ. Mẹ đi luôn đây. Nè vô đây nè. Nhóc đây nè. Vô đây. Đấy. Thấy rồi. Cái gì? Thơm quá. Đúng không? Mèo. Bây giờ hỏi vô giọng mới quay được. Dạ. Đứng ngoài này đâu có thấy gì đâu. Mua rồi đó. Để mua đem về nè. Này con. Đi cái này là con. Có con lấy nuôi. Đem về nuôi. Mua một con cái với con đực cái gì á. Đi kìa. Đấy người ta lấy lên sao vậy? Anh cũng chưa biết người ta lấy lên sao nữa. Ô người ta lấy lên như thế nào? Không biết. Lấy cái này cái gì nha. Đi con. À đi được nha. Không lên luôn à. Phóng lên luôn, nó phóng lên luôn. Có biết nhở? Ừ, nó phóng lên luôn. Người ta nói làm cái này với cái giấy. Xong rồi đuổi. Đi lên là ok. Mẹ thấy con trâu vậy thôi. Mẹ thích trâu hả? Thích. Mẹ thích không? Mẹ nói đi. Dễ thương mà. Em thích. Em thích. Em thích gì? Em thích trâu. Em thích trâu. Trâu dễ thương. Trời. Mới chị mới đây mới thấy là con trai là muốn đi sau lưng của con trai. Muốn yêu chung. Nè làm hơi rồi, hơi của con cái rồi nè. Là làm mặt về cái này rồi. Ui, ế ơi. Anh ơi. Thế nên thấy nhiều người du lịch cũng đi xuống ở đây cho dừng cuộc sống của người địa phương ở đây là bán như thế nào, là người ta kêu ở đây là chợ bán trâu đúng không, chợ bán trâu à. Người ta cũng muốn biết là người ta bán ra bán như thế nào à. Cả nhà xuống cũng có dừng giống chúng mình à. Hôm nay bé Đan cũng đưa mẹ ủa đi dừng cái này cùng lần đầu tiên của bé Đan luôn à. Ở Thái Lan là ít loại trâu rồi. Ở đây lắc có trâu nhiều lắm. Trâu nhiều thiệt. Bò bé trâu. Trâu trắng. Trâu trắng. Ô, cái này là trâu trắng à cả nhà. Trâu ở đây bé Nan nói chứ là cả nhà có lông. Ở Thái Lan là không có lông và da khô nữa. À. Nhưng mà ở đây là trâu ở thành phố ở lành cả nhà. Mẹ ổ cũng mới trâu ở đây dễ thương lắm, da cũng đẹp nữa. Lấy vào video thì ta bán cái này ông chủ bán ở đây ở đây nè, giống ông chủ bán ở đây mà nói chị nè. Ok không lấy dân viên lấy cái nó đi lên.
Đường này đi không được. Sao anh lại lùi lại? Ôi, nhiều hơn 100 con bò được mấy nhiêu? Hơn, nhiều lắm. Hả? Ở đây là các anh thấy là có con bò, con trâu nhiều hơn 100 cột xóm luôn à cả nhà. Anh cứ đi là họ khách sạn ra. Người ta kêu cái xe là đi cứ phi không hiểu đi là người ta tự động ta né. Em xe anh đây à. Mẹ ủa cùng với xe thì kìa. Anh đi mua xong loại này bên này xin nhà. Như đu đi mất có giảm. Tin này không. Ủi, bên anh thấy Giang Nguyên và ông chủ lấy cái tiền qua bên mình to như là yêu lấy cái tiền mà qua mua bán à. Nè, nói chuyện là tiền tươi, tiền mặt luôn á. À. Con gì khoảng 30-40 á, 30-40 triệu á, 120 triệu hả? 52 triệu. Nhiêu dài dài giống cái này anh? Bao nhiêu nó yêu? Con to to vậy 52 triệu. 52 hả? 26 lán. Sao lại thay á? Chết mơ nữa. Chạy sồn nó to ghê. Nãy to ghê. Con này 52 triệu hả anh? Con kia 52 triệu. Con này chắc hơn 2 tạ. Con nuôi lâu rồi ấy đó. Không, mẹ nó chạy mẹ nó lại đi ra đường dốc qua đấy. Này đẹp ghê, này nhìn đẹp. Đóng này. Kia rồi, cái đường đấy, ra đường đấy. Giờ cho mẹ chút xíu 52 triệu. 52 triệu khoảng 70 ngàn. Ồ, 78. 78 ngàn. Ok cả nhà ơi, là bây giờ là có dừng lời nó lần đầu tiên dừng lời là ok đi cho biết đi cho chia sẻ cả nhà chút xíu cho cả nhà dừng cả người đây thôi là hẹn gặp lại tối hôm nay nè là có cái gì vui vui ở chợ đi và có cái gì cho mẹ ổ ăn món mới không cả nhà. Hẹn gặp lại tối hôm nay à. Hẹn gặp lại tối hôm nay. Dạ cả nhà ơi, xin chào buổi tối, gặp lại lại với hai mẹ con à cả nhà. Bây giờ tối rồi là người ta là mở đèn ở thành phố rồi, hoặc có ở trên đường có khách đi bộ cả nhà đi bên anh xin nhẹ là người ta cũng có biết là chắc chắn là đi nghỉ ngơi ở đây là cho vui vui, là cho đúng là đang đi ngày hôm nay cho tập trung với chợ đêm vui của người Bắc Hà. Bắc Hà. Bắc Hà. Ăn thử không? Em bé em bán bao nhiêu tiền? Một bọc bao nhiêu vậy bé? Cái này là 60.000 ạ. 60.000 một bọc à? Nem chua này có ăn kèm với cái gì nữa không? Chấm với cả tương ớt ạ. Chấm với muối tiêu à? Không, tương ớt ạ. Tương ớt à? Tương ớt hả? À, ok. Ở đây là chia sẻ trước. Chấm với tương ớt đúng không? Nhưng mà ở nhà của chị là ăn luôn. Vậy là một cây này là bao nhiêu? Một cây đấy là 20.000. 20.000. Em muốn mua cái bọc này hay là mua cái cây này? Mua cái bọc này. Mua cái bọc này hay mua cái cây? Ừ. Nhưng mà mua bọc luôn hay là chưa ăn? À, ăn liền không hay là chưa ăn? À, khi nào ăn? Đi đợi bây giờ có lấy lắm. Hay là ăn muốn ờ à, ok, ăn liền được không? Ăn liền thì hết rồi, hết thì chín rồi ạ. Ừ. Còn cái này sao mình làm sao mới ăn được? Thì để đến thứ hai mới ăn được ạ. Tối mai mới ăn được hả? Thứ hai ạ. Thứ hai hả? Ờ, mới ăn
Vậy là chưa ăn được. À anh tưởng ăn liền được. À anh hiểu rồi. Mới làm, mới làm. Vậy là phải để tới thứ hai mới được. Qua đúng không? Ừ. Rồi anh cảm ơn. Giờ để tới ngày mai thằng. Có gì cho mẹ ổ ăn thử nữa không? Ồ, dạ cả nhà, ở đây đừng có lo sạch sẽ, thành phố sạch sẽ, có xe cái nãy trong sắp thành phố đây. Mùi cũng giống mắm rút Thái Lan lắm. Cay thiếu chua. À lòi lắm. Cay cay. Nè mẹ ăn như thế nào mẹ biết không? Biết. Nè mẹ biết ăn, mẹ bỏ cái nó lấy cái nó cuốn luôn. Mẹ không có biết xài đũa nhiều đâu. Má này cuốn. Mẹ nói mẹ không biết ăn, mẹ biết không, ăn mẹ biết ăn không tên mẹ, mẹ cũng có biết xài đũa mà. Nè, mẹ. Mẹ ăn cái này với cuốn cuốn nè, lấy lau nè, lau to to nè, lấy bỏ bún. Trời ơi cái này ai mà biết ăn bún đậu cơm thèm chết luôn á. Wow mẹ ạ, mẹ cái già ăn bún đậu, bún đậu mắm, mắm tôm chung. Mấy cái già ăn bún đậu mắm tôm chung ra đi hạnh phúc nha. Tuyệt vời. Sao mẹ cây à? Không ạ, đang ngon, đang vơi đĩa chưa ăn hết ngon. Chưa ăn hết nói không được. Ngon. Bé đang cùng mấy cái già ăn chung nha. Bé đang thấy điều nếu nguội là nhìn nhìn cả nhà có nè, giống như bên em ăn ở trên đường, nhưng mà cái này ăn kèm với bún đậu mắm tôm cải giò của người Bắc ở đây. Ngon thấy miền Bắc luôn. Vậy mẹ nói kìa, ngon thấy Bắc Hà luôn. Mẹ ngon thấy thành phố Bắc Hà rồi. Nè mẹ biết ăn nha kỹ à. Sẽ hợp danh lắm. Mẹ tôi hợp danh lắm cả già ơi. Dạy cái gì nói cái gì mẹ nhớ hết. Trời ơi cái mùi thơm quá, mùi mà mắm tôm thơm quá. Ngon. Ai không quen ăn thì nghe nó tho, nó hơi hôi. Ngon thấy thành phố Bắc Hà. Mẹ cái già ăn chung. Mẹ cảm thấy như thế nào? Ngon. Ngon thấy gì mẹ? Ngon thấy thành phố Bắc Hà. Mẹ cái già ăn chung. Vui mà phơi quá. Em phơi à? Bay ngon. Bay tối không tiện quá kìa. Dạ ơi dạ mời chồng ăn chung cho phơi theo bé Nam nha. Phơi giống bé Nam hả? Đúng rồi, ăn rồi mình sẽ biết là phơi. Ngon phơi luôn cả nhà. Mình cười gì đó. À, muốn ăn mẹ ăn được.
ăn được không? Cả già ăn hết cái mâm mẹ cái gì này luôn. Mẹ ăn được thiệt. Cái này được chưa? Tôi ăn nhiều lần rồi. Ôi cả già ơi, bên này nha có nhiều khách đông rồi. Ở bên kia là đi lên bên kia có nhìn là người Tâm có múa của người dân tộc chưa cả già? Đi đi đi. Quý du khách xin mời quý vị ạ, chúng ta cùng trường với ạ di chuyển xuống khu vực phía dưới và trả lại khu vực sân khấu cho chúng tôi. Chúng tôi để nghệ nhân biểu diễn với quý vị. Các nền nhạc remix quanh lửa trại quý vị ơi. Chương trình đó sẽ rất là hấp dẫn. Và sau đây là chương trình trên khu vực sân khấu ạ. Philippines. Người Thái Lan, người Thái Lan. Người Việt Nam hả? Người Việt Nam. Không. Chị đó là người Thái Lan. Thái Lan. Về trên khu vực sân khấu, phiền quý vị chúng ta sẽ không lên trên khu vực sân khấu chụp hình, quay phim ở trên khu vực sân khấu để tránh ảnh hưởng quá trình của các nghệ nhân biểu diễn trên khu vực sân khấu. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và chúng ta đã đối tượng chơi lại quý vị. Tôi xin rằng là chúng tôi không được hài lòng về sự việc như này cho lắm đâu. Đây là chương trình chung và chạy theo một con đường. Và quý vị tốt đồng đội của chúng tôi như thế đó thực sự là rất là bất lịch sự nhé. Và vừa rồi các ủng hộ ban tổ chức của chương trình sẽ lên trên khu vực sân khấu để cùng chụp hình với các nghệ nhân các cháu trên khu vực sân khấu á. Một số để cảm nhận cuộc sống như nào của đồng bào dân tộc Thiểu số. Cái nghèo đó. Không nhỏ. Quý cả người. Và xây dựng một nền văn hóa Việt Nam thiên thiện và đậm đà bản sắc dân tộc. Được con nhỏ này. Cái lấy con dịch. Chị ơi, chị làm một ngã. Ngã, chúng đây. Ông chị làm ngã chúng. Chém lên. Chị đã làm. Ngã, vẫn. Cái thảo mấy chị ấy là chúng. Chị ơi. Cho 50 nghìn. Mẹ thầy giới thiệu cái này làm. Mẹ cầm cái này nó thầy già là có. Cầm cái.
Hey Bobo là lấy hai con. À chồng lấy bao bưởi bao nhiêu? Bưởi hai trái. Bưởi hai cái lấy cái con dền này đem về. Úi đi thịt ra cho mẹ, cho mẹ. Phân người dân tộc ở đây là rất có vui quá, hôm nay cũng vui của mẹ ơi là cũng có ăn được đồ ăn, cũng có múa, cũng có chơi chung với người địa phương ở đây, quá nhiều khách đi thăm ở đây rất có vui thề, cả nhà với anh cũng vui quá. Mẹ ơi lấy một con về đem về các bạn chung mà cả nhà. Dạ bây giờ là hết thời gian rồi cả nhà ơi, cho ba mẹ con đi ngủ nghỉ ngơi nha. Là hẹn gặp lại video tiếp theo của ba mẹ con lại á cả nhà ơi. Hôm nay bé Nam với mẹ ổ đi chính là cả nhà. Bye bye. Nếu thấy video của ba mẹ con này không mình, like, subscribe và share.